Thưa các bạn, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Anh em chúng tôi đang thay mặt cho Ban Liên lạc Hội khóa cấp 3 Ngô Sĩ Liên 7881 để tới đây tiến hành trao các cái phần quà hỗ trợ chống dịch COVID-19. Các cái phần quà này thì là từ gia đình bạn Vương Bích Hạnh cùng với bạn bè của mình và nhóm từ thiện Thành Đồng từ thành phố Hải Dương. Chị Hạnh thì là thành viên khóa 7881 chúng tôi và hiện nay thì chị đang sinh sống tại Hải Dương. Dự kiến là chúng tôi sẽ trao hiện vật và tiền hỗ trợ tại 3 điểm. Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại điểm trường mẫu giáo Thu Hương của thành phố Bắc Giang, nơi có các cái đoàn nhân viên y tế của các cái tỉnh bạn đang có mặt hỗ trợ cho tâm dịch Bắc Giang. Và sau khi hỗ trợ tại điểm này thì chúng tôi sẽ còn tới trao tiền hỗ trợ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bắc Giang và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tức là CDC Bắc Giang. Anh về đây nha. Rồi nhá. Hướng về ngày mai, yêu thương quê hương Bắc Giang, niềm tin về tương lai sáng tươi. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay, tiếp nối cha ông cùng truyền thống xứ anh hùng. Chiến thắng Dương Giang, đây là hùng thiêng yên thế, tự hào quê hương kinh Bắc. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay. Đồng lòng chung sức không sờn, sớm xua tan bầu trời mây đen sóng to, ta cùng chào đón anh bình minh. Chung tay chung lòng, ta cùng vượt qua. Giang vững tin, chung tay chung lòng, ta cùng vượt qua. Giang vững tin, chung tay chung lòng, ta cùng vượt qua. Giang vững tin, chung tay chung lòng, ta cùng vượt qua. Giang vững tin. Chung sức không sờn, sớm xua tan bầu trời mây đen sóng to, ta cùng chào đón anh bình minh. Bắc Giang ơi, Bắc nào Giang mình cùng nắm chặt bàn tay, tiếp nối cha ông cùng truyền thống xứ anh hùng. Chiến thắng Dương Giang, đây là hùng thiêng yên thế, tự hào quê hương kinh Bắc. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay, dẫu gian nguy đồng lòng chung sức không sờn, sớm xua tan bầu trời mây.